清晨烟雨黄昏尽是温柔，少年戎装驰骋星辰如眸，眼神温暖坚定满笑浮生，是一段风华一直留下蓦然回首。冬天雪花飘落的季节，你怀中却似春天，花香布满了世界，酿成好景如夏天，树荫遮住了眷恋，清新与你在秋天，琴声绵绵散落，叶片片轻渐渐。Nhất kiến khuynh tâm. Tập 31. Cẩn thận. Uyển Khanh, đây là doanh thu của bến cảng mấy tháng qua, chị xem đi. Cô cứ để đó đi. Chị sao vậy? Tôi thấy sắc mặt chị có vẻ kém lắm. Không sao, cô đi làm việc đi, đóng cửa lại nha. Gió đông, đánh hết gió nam bắc tây rồi, làm tuyên lệnh còn dám đánh gió đông, không sợ để người khác ù sao? Gió tây nam bắc ở hết trong tay ba người mà không ai ù được thì tôi sợ gì? Trung đỏ, làm tin lệnh, anh đúng là tài cao gan lớn. Chủ tịch Fenton, tiếng Trung ngày càng chuẩn đấy. Bác Văn, anh Quang Diệu có bài ngon đấy. Muốn làm một dáng một chất à? Bài của Đàm Tin Lệnh cũng ngon mà. Bây giờ còn có thời gian đoán bài người khác thế nào. Mặc dược mà, thuận theo tự nhiên. Nếu nhất quyết phải ù một một chất thì vừa cực vừa chẳng được lợi gì. Tôi thấy mọi người toàn ù bài to nhỉ. Mặt trắng. Chủ tịch, sự việc tiến triển rất suôn sẻ. Người bộ đốc quân cử tới đã phong tỏa bộ tư lệnh. Tốt lắm. Chỉ cần vũ khí cập bờ là Đàm Huyền Lâm tới ngày chết. Bên phía Mộc Uyển Khanh sao rồi? Tôi đã bảo Mộc Uyển Đình đặt một lô thuốc cấm để vào kho bến cảng Mộc Gia. Xem ra chúng ta chỉ cần chờ thắng lợi cuối cùng thôi. Các anh yếu quá, tôi chẳng ù được dáng nào. Không ngờ Đàm Tin Lệnh đánh bài giỏi thật. Hôm nay tôi phải kiếm tiền đầy túi. Anh Quang Diệu, sao anh thiếu một quân vậy? Chắc nãy xào bài vô tình làm rơi xuống đất. Khỏi tìm nữa, tôi vào kho lấy một bộ là được. Đàm Tin Lệnh, vậy không hay đâu. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Hay thế này, kho ở ngay sát bên. Nếu anh Quang Diệu đã thiếu một quân bài, vậy để anh Quang Diệu đi chọn một bộ với tôi. Sao nào? Được, tôi đi với anh ta. Anh nghĩ sao? Mời. Vào đi, chọn một bộ mặc dù anh thích.
Anh quý gì hả? Anh đang làm gì thế? Tôi làm thế là vì sự trong sạch của anh. Chỉ có cắt đứt mọi liên lạc của anh với bên ngoài, người khác mới không thể nói gì. Tôi là tên khốn, không cần anh lo. Tôi không cần biết anh và Uyển Khanh có chuyện gì, nhưng bây giờ anh vẫn là chồng chưa cưới của cô ấy. Nếu anh gặp chuyện, ắt sẽ liên lụy cô ấy. Lần này là bố tôi tố giác anh. Một khi anh để lộ sơ hở, ông ấy sẽ không tha cho anh đâu. Thế nên tôi không thể mạo hiểm. Anh có biết giờ anh đang làm kẻ đồng lõa cho bố anh không? Tôi đang cứu anh. Cứu tôi? Các anh cứu tôi là bảo tôi ngồi yên chờ chết. Anh có biết giờ bố anh đang dùng lực lượng của hội thương nhân Nhật dùng tôi vào chỗ chết không? Anh càng không biết 10 năm trước ông ta đã thắng trong tay La Bính Văn thế nào. Chính là gã Yamashita Junichi này. Ngài Yamashita, người Nhật. Về rồi à? Giám sát Từ đâu? Anh ấy nói xuống dưới mua gói thuốc lá, nhắn chúng ta chờ chút. Nhìn đi, cậu bé. Chú cần thuốc gì ạ? Hai gói Tamen. Thuốc của chú. Khỏi thôi, về đếm đi. Cảm ơn chú. Giám sát Từ nghiện thuốc nặng thật. Ở đây à? Tôi không thấy luôn. Đủ rồi này. Vậy bộ này không cần nữa. Hay là mình sao bài trước? Chờ anh ấy. Đủ bài rồi. Tìm suốt cả buổi. Mọi người mệt rồi phải không? Nào, làm điếu thuốc cho tỉnh người đi. Vừa nãy tìm thấy quân bài bị mất rồi. Ai đó? Cháu tới lấy tiền. Vào đi. Cậu bé, cháu tới tìm chú có chuyện gì? Mới nãy ở bộ tin lệnh có một trưởng quan mua thuốc lá của cháu, đưa cháu một đống tiền. Lúc cháu đếm tiền phát hiện trên này có chữ. Đem tới phòng 305 khách sạn Astor thưởng gấp đôi. Hôm nay kỵ nước. Phần thưởng của cháu đâu? Chú hỏi cháu, trưởng quan mua thuốc lá của cháu trông thế nào? Cao to, rất sáng láng. Vậy sao chú ấy không tự đến? Không biết ạ. Nhưng hôm nay bộ tư lệnh cả sáng không ai ra vào. Mua thuốc cũng là trưởng quan gọi cháu vào. Được, cảm ơn nhé. Nào, tạm biệt chú. Tạm biệt. Thưa ngài, chúng ta bị lộ rồi sao?
Nam Tiên Lệnh nói hôm nay kỹ nước, ý là bảo chúng ta đừng ra bến cảng. Nam Tiên Lệnh dùng cách này truyền tin cho chúng ta, chứng tỏ cậu ấy cũng bị khống chế. Nếu tôi không đi, lôi vũ khí đó mà bị tra ra, thì chúng ta sẽ hại Đàm Tiên Lệnh. Nhưng giờ chúng ta đi thì sẽ tự chui vào rọ, chẳng những không thể chuyển vũ khí mà còn khiến Đàm Tiên Lệnh khó thoát liên can. Uyển Khanh, chị định ra ngoài sao? Hôm nay không biết sao mà đầu tôi đau quá, tôi đi uống ly cà phê. Được. Cà phê. Cảm ơn. Cho tôi ly cà phê. Dân xin chờ lát. Cảm ơn. Nhất Văn. Ô, tranh lại ô nữa. Thôi bỏ đi, tôi không đánh nữa. Đưa tiền trước đi, đưa tiền trước đi, đưa tiền trước đi, nào nào nào. Để tôi tính coi hôm nay thắng được bao nhiêu. Đàm Tiên Lệnh, đã qua 12 giờ, không chừng đảng cách mạng đã bị bắt rồi. Được đấy, bắt hay lắm. Tôi muốn xem thử tên khốn nào làm liên lụy tới ông đây. Lâu vậy rồi sao vẫn chưa về? Có cần qua xem không? Phải đi xem chứ, không thì mất dấu phải làm sao. Quay lại rồi. Được rồi, bên này. Mau, mau, mau. Báo cáo, hàng đã tới bến cảng, tạm đang đặt trong kho số 6. Thông tin người tố giác cung cấp nói là có hơn 10 thùng súng trường và đạn, 8 khẩu súng trọng liên, dư sức trang bị cho 2 trung đoàn luôn đấy. Đảng cách mạng hào phóng ghê, nhưng người của đảng cách mạng không xuất hiện. Hàng còn trong kho nhưng không ai nhận. Dân, đảng cách mạng không xuất hiện. Anh Tả, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi ở đây đánh bài với mọi người suốt, còn chẳng bước chân ra khỏi cửa bộ tư lệnh. Đừng bảo là anh nghi ngờ tôi đấy nhé. Giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Đàm Tiên Lệnh, hay là vậy đi, chúng ta ra bến cảng kiểm hàng. Nếu là vũ khí, cậu tận mắt thấy cũng không tới nỗi nói bọn tôi đã động tay vào. Nếu không phải vũ khí, cậu yên tâm, tổ điều tra nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Được, làm theo anh nói. Được, mời. Nào nào nào. Được. Mau lên, mau lên, mau lên. Tới rồi, tới rồi.
Nam Tư Lệnh, mời. Anh Tả, nhà kho này tôi mượn từ bạn của chủ tịch Fenton, anh Joseph. Nhưng trong này có gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ làm vài mối nhỏ, nhưng người nhận không tới. Anh không định đổ cho tôi đấy chứ? Nam Tư Lệnh, cậu thuê kho này làm ăn hay vận chuyển vũ khí, tôi không hề quan tâm. Nhưng nếu hôm nay một khi phát hiện ra vũ khí trong kho, thì chứng tỏ lần tố giác này không phải là vô căn cứ. Vậy là Đàm Tư Lệnh không thoát khỏi hiểm nghi đâu. Thế là sao chứ, Tả tham mưu? Dù có kiểm tra ra vũ khí, chỉ thế mà phán Đàm Tư Lệnh thông đồng với địch là hơi dở đoán đấy. Đúng. Có người tố giác, có vật chứng, đây cũng đâu phải là đổ oan cho Đàm Tư Lệnh. Đi thôi. Cất kỹ. Làm sao đây? Nếu kiểm tra ra vũ khí, họ đưa tin lệnh đi, chúng ta sẽ cướp người. Trưởng quan, tất cả các thùng đều là bát đũa. Gọi quản lý đến đây. Dân. Trưởng quan, có vấn đề gì sao? Kho số 6, tất cả hàng tới đây hôm nay để trong đó hết phải không? Trưởng quan, đây là kho số 9. Kho số 6 ở đằng sau. Đây không phải kho số 6 à? Trên đó treo bảng số 6 mà. Không phải số 6 đâu. Chắc chắn là công nhân nào đó cẩu thả treo ngược bảng. Chẳng lẽ là cô ấy? Vậy kho số 6 đâu? Số 6 bên kia. Đưa chúng tôi đi. Được, theo tôi. Đặng Tư Lệnh, đừng căng thẳng. Xem thử là biết thôi. Mời. Đi, bám theo. Đi, mau. Được. Đây là 6, không phải 9. Anh xem thử rượu đi. Nghe mệnh lệnh của tôi. Báo cáo trưởng quan, tất cả các thùng toàn là rượu vang đỏ và rượu tây. Anh xem, đây là rượu tây năm 1916. Hay là anh ngửi đi. Anh, nào. Đàm Tư Lệnh, kho của cậu mà cậu không biết là sai à? Anh Tả, tôi bảo anh rồi, tôi chỉ là người thô lỗ,
kinh doanh ở đây chỉ để kiếm chác. Ngoài việc thì không thể thiếu một xu, thì mấy cái khác tôi không cần biết. Anh có hỏi tôi cũng đành chịu. Lúc này lại sai, trùng hợp quá đi mất. Anh Tả, anh xem, cần kiểm tra mình cũng kiểm tra rồi, tôi cũng đã gắng sức phối hợp. Thôi đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Phải, có lẽ là tình báo sai, chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy, anh bảo hiểu lầm là không đúng. Tôi thấy là Du Khống thì có, không biết tôi cản tài lộc nhà ai mà chơi ác với tôi như vậy. Đừng có để ông đây tóm được. Tuy hôm nay không ra chứng cứ, nhưng chuyện nhà kho rất kỳ lạ, không loại trừ khả năng có kẻ giở trò. Chuyện hôm nay tôi sẽ báo lại Y Nguyên với Bắc Kinh. Còn phần sau của cuộc điều tra thế nào, chả do đốc quân định đoạt. Nam tin lệnh, hiện cậu vẫn là người bị tình nghi, phiền cậu đi với chúng tôi một chuyến. Người đâu? Tả tham mưu, bắt người như vậy thì không hợp lý đâu. Giám sát Từ, tôi không bắt người, tôi chỉ mời Đàm tin lệnh về hỗ trợ chúng tôi điều tra. Chuyện hôm nay có nghi vấn, vậy sự trong sạch của Đàm tin lệnh sẽ bị nghi ngờ, sau này cũng sẽ bị người ta bàn tán, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho Đàm tin lệnh. Trong sạch tự mình biết. Đàm tin lệnh, nếu cậu thật sự trong sạch thì chúng tôi càng điều tra kỹ lưỡng sẽ càng có lợi cho cậu. Được, nếu anh Tả đã cẩn thận như thế, vậy tôi sẽ dốc sức phối hợp. Mời. Tôi không dám tin luôn, anh ta lại phạm sai lầm thế này được chứ. Tôi chịu. Không thể nào, vũ khí sao lại không cánh mà bay. Tổ điều tra quả thật không tìm được lô vũ khí này. Tả tham mưu cũng thấy chuyện này rất lạ lùng. Anh ta đã tạm giam Đàm Huyền Lâm trong khách sạn Astor, đang xin phía Bắc Kinh ý kiến xử lý. Mộc Uyển Khanh thì sao? Người của chúng tôi luôn theo sát cô ta. Cô ta vào quán cà phê, uống xong liền về nhà, không đi đâu nữa hết. Lạ thật. Lô vũ khí này rốt cuộc đã đi đâu? Dân, đốc quân, không tìm ra. Phải, Tả tham mưu bắt giữ Đàm Huyền Lâm, nói phải điều tra tiếp, không thể bắt tại trận. Chúng ta đã mất thời cơ rồi. Xem ra phải chuẩn bị nước đôi. Ý đốc quân là... Đốc quân, alo, xin chào. Alo, xin chào, khách sạn Astor sao? Dân, cảm phiền nói máy đến phòng anh Tô Hằng Sâm giúp tôi. Xin chờ một lát. Không phải đã bảo tôi đãi anh à? Anh có cần câu trả lời của tôi không đây? Hai người là... Chúng tôi là người của bộ tin lệnh. Đàm tin lệnh bảo chúng tôi qua đón cô cố. Cô cố, chú. Báo cáo, tôi đã điều tra. Hôm nay trong khoảng 12 giờ đến 1 giờ chiều, kho số 6 ở bến cảng ngoài chỉ lấy hàng một lần. Đây là đơn xuất hàng, trên đó có chữ ký người nhận. Vì lúc đó nhầm lẫn bản số kho nên đã ký vào kho số 9. Sao lại là tiếng Nhật? Cậu hỏi quản lý bến cảng chưa? Ai lấy hàng? Nói là một người đàn ông trẻ. Anh Tả, Đàm tin lệnh, trước khi sự việc sáng tỏ, xin phiền cậu chịu thiệt ở đây mấy hôm. Không sao, ở đây rất tốt.
hơn dân phòng của tôi nhiều. Chúng tôi tìm hiểu sự việc rồi. Làm tin lệnh lấy lý do kinh doanh đã mượn bến Thượng Hải của ngài Joseph. Anh Tả, đính chính lại tí. Không phải lấy lý do kinh doanh, tôi làm ăn thật mà. Được, bất kể đàm tin lệnh muốn kinh doanh gì, nhưng có vài việc vẫn phải nói rõ. Được thôi anh Tả, anh muốn tôi nói rõ gì? Hôm nay ở bến cảng ngoài có một đơn xuất hàng lúc 12:30. Lúc chúng tôi kiểm tra kho số 9 thì kho số 6 có một lô hàng xuất ra. Đàm tin lệnh, cậu không muốn biết người xuất hàng là ai ư? Là ai? Tôi quen à? Quen, quan hệ mật thiết. Quan hệ mật thiết. Người có quan hệ mật thiết với tôi chỉ có bạn bè hoặc là kẻ thù. Tôi thật sự không đoán ra. Hay anh Tả, nói rõ tí đi. Đàm tin lệnh đã không đoán được, vậy thì khỏi phải đoán. Chờ chúng tôi tra rõ mọi việc là sẽ biết cả thôi. Được, Tả tham mưu, tôi chờ tin tốt anh nhé. Được rồi, giờ chúng tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi đi trước. Alo, alo, tôi là Tô Hoàng Sâm. Vừa rồi cô cố gọi cho tôi phải không? Mới nãy người của bộ tin lệnh tới, nói đàm tin lệnh mà cô cố đi một chuyến. Đàm Huyền Lâm, cô cố, giờ tin lệnh của tôi còn đang bị tổ điều tra giữ kìa. Lúc này tìm cô cố làm gì? Có khi nào tổ điều tra triệu tập cô cố không? Không thể nào. Tổ điều tra triệu tập ai cũng sẽ báo cho chúng tôi. Vào đi. Cô cố, đã lâu không gặp. Anh là phó quan của Từ Bá Quân. Cô cố có trí nhớ tốt thật. Trong vũ hội Mộc Gia đã thấy anh một lần từ xa. Có điều hình như trước giờ chúng ta không qua lại. Từ phó quan đưa tôi tới đây làm gì chứ? Cố tình mời cô cố đến chỉ là giúp một việc. Tôi chỉ là một diễn viên. Chuyện quân vụ của các người tôi không hiểu gì cả. Thứ cho tôi lực bất tòng tâm. Cô cố, đừng từ chối thẳng thừng như vậy chứ. Chuyện này chỉ có cô giúp được. Tổng bộ phòng tuần bộ Thượng Hải công cộng tôi giới. Giữ gìn pháp luật kỷ cương, bảo vệ dân bình an. Đặt đi, mau lẹ lên. Đừng lề mề. Cô cố nghiệp sư của công ty Đại Hoa bị bắt cóc rồi. Nhiều vậy à? Đừng giật, đừng giật, tìm người ngay cho tôi. Đúng đúng đúng, dân, đi đi đi, mau tìm người. Xin lỗi, tìm ngay cho tôi.
Tuy trùng đơn xuất kho không phải tên cô ấy, nhưng cô ấy sẽ giấu vũ khí ở đâu? Nếu giấu ở bến cảng Mộc Gia, nhớ mà bị tra ra, không ngờ là bung bét hết. Mà trong kho chỉ toàn rượu. Trong kho toàn là rượu ngon đấy. Báo cáo. Lui đi. Dân. Hai vị, xem ra chúng ta phải tới bến cảng Mộc Gia một chuyến. Đến bến cảng Mộc Gia, có người tố giác bến cảng Mộc Gia tàng trữ hàng cấm. Gì cơ? Công ty trang sức Ceylon Games. Tả tham mưu. Tả tham mưu. Tả tham mưu. Đứng lại. Tả tham mưu đâu? Tôi tìm anh ấy có việc quan trọng. Vừa nhận được tố giác, nó phát hiện manh mối mới ở bến cảng Mộc Gia. Tả tham mưu qua đó rồi. Mong đàm tin lệnh đừng nóng vội. Tả tham mưu nói sẽ thẩm vấn anh. Anh ấy về thì bảo tôi ngay nhé. Làm phiền rồi. Nếu là Uyển Khanh thay đổi bản số kho thì chắc chắn cô ấy sẽ lợi dụng số kho sai. Tạm thời cầm chân tổ điều tra, chứng tỏ rất có thể cô ấy đã di dời vũ khí vào lúc kiểm tra kho số 9. Nếu người tố giác nhìn thấy Uyển Khanh di dời vũ khí thì sẽ không đợi tới 10 giờ mới tố giác. Nếu người tố giác phát hiện ra vũ khí ở bến cảng Mộc Gia thì với tính khí của Tả tham mưu, nhất định sẽ đưa mình theo để mình nhận ngay tại đó. Hắn không đưa mình đi, mà lại cho thuộc hạ nói với mình tin này. Rất có thể hắn cũng không nắm chắc. Thế nên trong tay hắn chưa chắc đã có chứng cứ. Kho của cậu mà cậu không biết bị sai à? Chắc chắn là hắn muốn gài mình. Nhất định là thế. Cô ấy không sao đâu. Không sao đâu. Cô Mộc, trưởng quan, muộn thế này gọi tôi tới có chuyện gì? Có người tố giác nói nhà kho Mộc Gia tàng trữ hàng cấm. Mấy kho này tôi cho thuê, trong đó có hàng gì tôi cũng không biết. Có rõ hay không, mở ra là biết. Đó là hàng của người ta, tôi tự mở kho cũng không ổn lắm. Sao? Cô Mộc lo sợ gì? Không dám cho chúng tôi xem à? Đừng tưởng tôi không biết. Các người cùng nhau đi mượn bến cảng của Joseph. Rốt cuộc Đàm Huyền Lâm đã giấu vũ khí ở đâu? Tôi nói rồi, tôi chỉ là diễn viên, không biết vũ khí gì hết. Các anh đã cho người theo dõi chú tôi, vậy thì vấn đề này phải hỏi người của anh mới đúng chứ. Cô không cần vòng vo với tôi. Cô còn không nói, coi chừng tôi không khách sáo với cô. Từ Bá Quân đã về giường, và Thượng Hải là địa bàn của chú tôi. Các người dám động vào một ngón tay tôi thử xem, coi cuối cùng là ai chịu thiệt. Uy hiếp tôi à? Tôi sợ quá. Đừng tưởng cô là nữ minh tinh thì tôi không dám động vào. Ngoan ngoãn nói ra, để đỡ phải chịu nỗi đau xác thịt. Chó cậy thế chủ. Ngay cả Từ Bá Quân cũng không phải đối thủ của chú tôi, chứ nói gì đến mấy tay sai các người. Được. Cứng miệng đó.
Ngon ngọt khuyên nhủ cô không nghe, cứ phải rượu mời không uống, mua uống rượu phạt. Đánh cho tôi. Vâng. Sao nào nữ minh tinh, mới vừa nãy còn danh giáo lắm mà. Tôi cho cô hay, tôi muốn giết cô, dễ như giết con kiến vậy. Biết điều chút, nói ra tung tích vũ khí, tôi sẽ thả cô đi. Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết. Dù anh có giết tôi, tôi cũng không biết. Có từng gặp cô ấy không? Không. Có từng gặp cô ấy không? Không. Thiếu soái, Tô thiếu soái, những người khác có tin gì không? Tô thiếu soái, Thượng Hải to thế, chúng ta còn chưa lục xét được một nửa. Cậu đi nói với cảnh sát tuần tra, bảo họ dặn người dân chỉ cần tìm ra Cố Nguyệt Sương sẽ thưởng 1.000 đồng Đông Dương. Tập hợp mọi người cùng tìm. Vâng, tôi đi ngay. Toàn thuốc tây thế này. Phải. Sao lại là thuốc tây nhỉ? Đây là hàng cấm mà. Quản lý, lô hàng này của ai? Cô chủ, đoàn dân quân đã rút mấy ngày nay. Đây chỉ chuyện ở bến cảng thôi, chúng tôi đã lo không xuể. Chuyện này thực sự không có nhân lực lo chuyện ở kho nữa. Vậy tức là không biết lô hàng này của ai, cũng không đăng ký đúng không? Giờ tra ra rồi, chẳng phải đổ hết cho tôi sao? Cô Mộc, xem ra lần tố giác này là thật, thuốc tây là hàng cấm. Nếu cô không thể cung cấp thông tin chủ hàng thì phiền cô theo chúng tôi một chuyến. Cô chủ, ở đây có đơn xuất kho. Trưởng quan, anh coi lô hàng này cập cảng ngoài, chúng tôi cũng không biết cho vào lúc nào. Quá đơn xuất kho bến cảng ngoài, kho số 9. Xem ra lô hàng xuất khỏi kho số 6 ở bến cảng ngoài sáng nay là số thuốc tây này. Cô Mộc, tuy lô hàng này không cập cảng nhà cô, nhưng kho của cô cũng bị tình nghi tắc trách. Anh nói vậy là thiên vị đấy. Kiểm hàng là chuyện của bến cảng, nếu nói đến tắc trách thì cũng phải là do bến cảng ngoài. Anh phải đi tìm ngài Joseph mới đúng chứ. Tả tham mưu, nếu đã tra rõ hôm nay lô hàng xuất khỏi bến cảng ngoài không phải vũ khí mà là lô thuốc tây, thì việc cấp bách bây giờ là tìm ra chủ lô thuốc tây, xử lý theo pháp luật, chứ không phải ở đây truy cứu trách nhiệm của cô Mộc và Joseph. Nói cho cùng, họ cũng không hay biết gì, đều là người bị hại. Xem ra có lẽ chúng dương đông kích tây, hòng che đậy việc buôn lậu thuốc tây. Công ty cổ phần thương mại Yamato, người Nhật. Trong đây viết là công ty cổ phần thương mại Yamato, hình như là công ty thương mại Nhật. Bọn Nhật đáng chết này, làm chúng ta quay mòng mòng. Chuyện này báo lại cho Bắc Kinh, xét xử công ty cổ phần này. Tất cả người Nhật giao hết cho lãnh sự quán trục xuất về nước. Vừa nãy cô đã nhìn rõ rồi chứ? Kể từ giờ, cách đi đứng và cử chỉ của cô phải hệt như cô Mộc. Tả tham mưu, thế này là sao? Giám sát từ, cẩn tắc vô ấy nấy,
Nếu Đàm Tiên Lệnh thật sự thông đồng với địch, chúng ta làm hắn tưởng chúng ta đã bắt cô Mộc, như hay là thời cơ tốt ép hắn lộ sơ hở. Giờ đã biết lô hàng này là kế Dương Đông Kích Tây của người Nhật, đã không liên quan tới Đàm Tiên Lệnh thì nên lập tức thả người. Mua kế vô cớ sinh sự, vô khống gậy bẫy thế này, về lý về pháp đều không hợp lý. Giám sát Từ, chú ý ngôn từ của cậu. Tôi không gài bẫy mà là dò xét. Nếu Đàm Tiên Lệnh thật sự trong sạch thì sẽ chẳng có sơ hở gì để lộ ra hết. Nhưng nếu Đàm Tiên Lệnh thông đồng với địch thật thì sao? Chúng ta mà kết án qua loa sẽ để lại mối họa khôn lường. Tả tham mưu, tôi cho rằng chuyện này không ổn. Giám sát Từ, ngay từ đầu người tố giác Đàm Huyền Lâm là phủ đốc quân Diệt Thành các người, theo lý mà nói các người phải tra rõ mới đúng. Nhưng cậu lại ra sức ngăn cản, lý gì đây? Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã khai gian à? Dò xét chút cũng không sao, trong sạch tự mình biết mà. Tả tham mưu làm tròn chức trách, đảm bảo không có gì sai sót. Công ty trang sức Ceylon Games. Uyển Khanh, không thể nào. Lẽ nào bọn họ thực sự đã tra ra vũ khí?相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸，一望无际。